Xin chào tất cả anh em nhá. Đây hôm nay vợ chồng mình lên nương anh em ạ. Món phân. Ơi, phân quá là tuyệt vời luôn này này. Phân của công ty của anh Khải. Đấy, anh em nào cần phân thì cứ đến anh Khải, gặp anh Khải là có hết. Mỗi một huyện hai huyện thì mỗi một huyện thì nó làm hai ba nhánh. Chi nhánh phân. Phân của nhà nước là hoàng anh em ạ. Món phân. Đây anh em ạ, hạt mắc khén này anh em ạ. Đây, mình sẽ gieo vào nương này này. Đấy, hạt mắc khén nha anh em nhá. Đây, bây giờ mình đã bón phân xong rồi thì mình gieo hạt mắc khén anh em ạ. Đấy, để nó mọc lên. Để lấy cây đấy, cây nó lên rồi thì hạt mắc khén để ăn quanh năm. Đây cái măng kia quá to luôn chồng ơi. Cái măng này để làm cây mẹ của nó to khi xử luôn. Đấy, sang năm thì nó sẽ lên dần thành là rừng măng ra hết. Thành to xuống cho. Đấy, măng lắng. Tập này nó lắng quá rồi. Cái này hạt cây mất khén này anh em này. Đấy, trước kia mình cũng đi mình cũng đi gieo rồi bây giờ nó ra ít thôi. Bây giờ mình gieo thêm nữa thì nó toàn là rừng hạt mắc khén ra. Đó, củ măng để ăn tối đã. Làm một hai củ măng để ăn tối để nó ấm người thế nào. Không phải măng nó lên cao hết được này. Đấy chưa? Măng nó lên cao. Bây giờ một củ rồi anh em ạ. Như cây to như này này, cây cao như cây kia này để ấy thôi. Để làm cây mẹ của nó. Như này mình ăn tầm hai củ thì đủ ăn rồi mà. To như này thì đây măng quá là ngợi luôn. Để thứ nóng ăn sau túi đi. Ok chưa? Vợ ok không? Quá ok. Quá là ok chú ạ. Có sờ đi không? Măng này toàn là măng luông nhỉ? Toàn tê luông. Đây này. To xuống. Măng thổ ơi. Rồi tay rồi này. Ok. Nhìn bên dưới cái toàn măng. Ừ, măng không đây này, toàn măng hết này. Sang năm thì cũng kiểu mọc ác. Mọc như thế này đi. Ngắm nữa. Có sức cho mà ăn. Chim cò bây giờ mang nhiều cho vợ xem. Mọc quá xuống nhờ. Mày phải ấy. Măng
là ôi thì chê ngay. Đây anh em ạ, thì măng được măng anh em ạ, mang về thui nóng ăn. Đấy, măng quá là tuyệt vời luôn anh em ạ. Đấy, măng quê mùa nên ra là lên cao hết rồi anh em ạ. Đây này, đúng chưa, măng quá ok chưa vợ ơi, từ nhà thui ăn. Đấy, măng là măng thôi anh em ạ, thui ăn quá ngợi luôn. Ôi thôi, hành trình là vợ chồng mình về nhà làm cơm ăn thôi, mệt mỏi lắm rồi. Định là ăn cơm nương nhưng mà sợ trời mưa, mùa này trời mưa liên tục nên là sợ sẽ không về được, nên là nhà phải ăn cơm ấy thôi, cơm nhà thôi. Ơi anh em ạ, thui măng ăn ấy thì về mệt quá không có gì ăn, ăn măng tí à, làm một ít thịt xương măng sặc anh em ạ, bây giờ măng à ai à. Đấy, làm ít thịt nấu ăn. Ăn tái thôi. Ôi dồi, quái sướng thế. Quái mùi mì mụt. Mùi vịt. Vịt mù. Mù là mịt. Quá là ok. Vừa tải rồi nè. Quá ngồi. Ăn tải. Em ạ, vừa thui măng xong là lại có hạt mưa xuống nữa, chắc nồi thịt mình có kịp chín không ý. À dạ, phút đến đấy. À dạ, tí xuôi ăn ngay cho mày. Ê, bọc măng ăn á. Ngon đấy, đáng ác cái mùa này măng này nhỉ. Rồi ăn cơm thôi anh em ạ, chín rồi. Ê.
quá. Đây rồi. Xương nấu. Ba quả trứng à. Rồi, xin mời tất cả anh em ăn cơm cùng vợ chồng nhá. Miền đường về chẳng có gì ăn anh em ạ. Rau cỏ thôi, đến mùa mang ăn mang thôi anh em ạ. Rồi, xin mời tất cả anh em. Nóng. Chả em không có vía nữa, sướng cho mát. Bị uống hết rồi. Mùa này hiếm lắm. Hiếm nhỉ? Xin mời tất cả mọi người ăn cơm vợ chồng em nhá. Tháng 3, tháng 4, tháng 5 mình hiếm lắm. Còn ngon lắm. Một bữa cơm bên nhiều ngon nhỉ. Măng anh em ạ. Măng là bát sặc. Măng dê. Đó, vâng. Măng chua chỗ này ngọt thôi nhỉ. Mùi tỏi ngon. Sướng bát trong chéo anh em ạ. Sướng ngập ngập. Ok. Ăn đi. Cảm giác ốm này. Thực ra cảm giác càng cúm nhỉ. Càng cúm thôi. Đuổi mùa mà. Quả cà chấm chéo quá là tuyệt vời. À, không tuyệt vời. Măng lăng. Em lá phát vàng. Chấm chéo ăn. Ê rồi. Vào rồi nương mệt ăn cơm ngon nha. Cái mùi ăn đi, thịt đi này, thịt ngon này. Mai kia lên nương to cho vào nhà làm nó xong không? Thế mà sớm xong cho ăn cơm ở đấy thôi nhỉ? Ừ. Nhưng trong kia phải lên cơm cơm nương ấy. Nhưng xa mà.
Vừa này ăn đi. Như thế này. Này ngon này, ăn đi. Đâu rồi không được ăn thịt xương nhỉ? Măng này, hầm với xương này ngon. Nhưng mà phải củ bé này, nó già. Hàng 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 tư của nó đúng không? Về đến nhà trời mưa xuống sướng nhỉ, nương nhỉ, phân tan hết quá, ok luôn. Ăn mà nóng trước lắm cuối mùa. Tắt hết mồ hôi mình kê đúng không? Anh em măng măng già quả dưa này, quả dưa, quả dừa. Ngon. Bây giờ nhân xa của mình á, chắc có hoa diêu, hoa hoa ấy nhỉ, diêu nhỉ, có chắc có ấy, mà cho sổ nó già lắm rồi. Mang về ăn hầm xương ăn thì quá ok luôn, cũng là mưa mưa xuống là quá là tuyệt vời nhé. Mình ăn cơm nương thì chết ngay nhỉ, không không, ừ, không xe máy không về được. Bà mà muốn mưa mà mình đi bón phân quá chuẩn luôn đấy, xong là mưa. Ngon anh em ạ, quá là ok luôn, tráng miệng bằng quả dừa.
quá là tuyệt vời anh em ạ. Chương trình video của vợ chồng mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo nhá. Chào tất cả anh em nhá. Chào tất cả mọi người. Quá ngon luôn anh em ạ. Mới đi làm về miệng ăn cơm chưa á. Đó hết mồ hôi. Mồ hôi rượu ra hết rồi.